Vâng, để máy Hồng Sơn, chào bác. Hôm trước em còn làm video rửa máy rửa xe, nhưng mà các bác xem thì các bác cũng nhiều bác cũng phân vân mà cũng không chưa xử lý được máy rửa xe. Thì hôm nay em làm một video ngắn gọn về sửa máy rửa xe. Thì cái tình trạng máy là bị kẹp dơ le, theo như các bác ra ngoài bác thợ thì gọi là kẹp dơ le. Và hai cái trường hợp đấy thì trường hợp là bật điện này không chạy này, có đèn sáng nhưng không chạy này. Đây là các bác gọi là đèn vẫn cháy nhưng không chạy. Đấy. Cái lỗ này thì xử lý rất đơn giản thôi, nhưng mà nếu các bác đem ra tiệm thì nó dao động mất khoảng tầm 150, nếu như người ta có bảo là thay ra đây bên trong đấy, mất các bác mất 150. Nhưng cái này rất dễ xử lý thôi, thì em sẽ làm video review xử lý thực tế con máy cho bác xem nhá. Đấy, em sẽ tháo thực tế cho bác xem. Đây cái lỗi đây, đèn cháy không chạy hoặc là không có đèn không chạy đấy, thì em sẽ tháo ra các bác xem video nhé. Đây là bên trong toàn bộ con máy rửa xe. Thì các bác nhìn này. Đấy. Có nhiều trường hợp thì do cái cốt này là bị cốt này bị lỏng này, các bác phải cắm lại cốt này. Nhưng trường hợp đấy thì cũng rất là ít thôi. Có trường hợp thì có con dơ le ở đây, có vẻ bị đứt dơ le ở đây, nhưng trường hợp này thì thường do con dơ le bị kẹp. Để em tháo thực tế cho các bác xem nhá. Các bác sử dụng cái tô vít hai cạnh này. Cạnh này ra. Đây, con dơ le đang bị kẹp này. Các bác nhìn thấy cái con chốt dơ le trắng này không? Đấy, nó tụt xuống, nó bị kẹp. Bây giờ em chỉ cần ghé lên cái là máy chạy bình thường thôi. Đấy, chỉ cần ghé lên cái là chạy bình thường thôi. Lỗ rất đơn giản thôi, nhưng mà ra quán thì mất rất khá là nhiều tiền. Đấy, cái lỗ này thì chỉ cần gạt lên là được thôi. Nhưng mà em khuyên các bác là gạt lên rồi, nhưng các bác lên tháo ra và chai mỡ bên trong nhá. Trường hợp này thì do là thiếu mỡ bên trong, bị kẹp dơ le. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cạy cái này ra. Thường thường có những cái có chốt thì các bác đóng chốt ra nhá, vì các bác lưu ý là cái chân của con dơ le này nó bằng nhựa đấy, nếu mà đó các bác đẩy xuống chưa kịch mà các bác đóng vào thì nó sẽ bị vỡ, hay là mình đóng sâu quá chân nó bị vỡ dơ le bên trong đấy, lúc ấy rất là phiền nhá. Đây. À, cái dơ le đây, em đẩy lên cho xem này. Đấy, đọc mỗi bạn thôi. Nhưng nhiều bác gãy quá tay nó gãy mà cái này nó hỏng vứt luôn đấy. Đấy, nên các bác lưu ý nhẹ nhàng giúp em. Các bác sử dụng cái kìm mũi nhọn hoặc kìm cắt dây thì kìm cùn thì nó sẽ cắt, nó sẽ không bị. Em lấy lên cho xem này. Kẹp này. Đấy. Đây. Con dơ le nó bị ít mỡ này. Đấy, rất gần như không có mỡ này. Bác nhìn rõ không ạ? Đấy. Bây giờ em sẽ tra mỡ bò cho nó nhé. Các bác sử dụng mỡ bò, mỡ động cơ. Đấy. Tra mà. Các bác cho em cả vào những cái vị trí rong này nhé. Các bác chạy một chút. Ok, bây giờ chỉ cần bác nắp lại thôi. Cái này cha sẽ khi mà chút nữa các góc máy chạy đóng mở dơ le sẽ trơn tru và nó sẽ không bị kẹp nữa đâu. Đấy, các bác mất công tháo ra rồi. Cái này thì rất phổ thông thôi, ra quán thì họ thịt khoảng tầm 150 các bác. Đấy. Đây, các bác ấn xuống cho em. Đấy. Ấn thì nhớ kịch xuống cho em nhé. Trường hợp mà chưa kịch các bác phải đóng xuống. Đấy. Các bác để ý này, cái mép trong mép ngoài của cái này nó gần như là tuyệt đối bằng. Đây các bác nhìn bằng luôn này. Đấy, bằng như vậy thì các bác đóng vào nó sẽ không bị vỡ cái chân dơ le. Đấy, các bác chú ý nhá, cứ không phải là cứ nhận dí là được rồi, đóng nó hỏng mất đi ra cái này mà thay là mất khoảng tầm 200.000 nữa các bác nhá. Đấy, nên là các bác chú ý, nên là mình mất nắp, tháo nắp ra để ý một chút, tránh trường hợp là phải bị vỡ mà mình thay. Đấy, cứ mắc cảnh nhét chốt là thôi. Vậy thôi, không có gì khó cả. Vậy em nắp cắm điện chạy thử các bác nhé.
cắm điện. Đây, cái này chưa lắp này nó phì nước đây thôi, chạy bình thường này bác. Đấy, chạy rồi các bác nhá, bây giờ chỉ cần nắp vào thôi. Các bác lưu ý là cái đồng hồ này khi các bác tháo ra, các bác để ý gioăng của đồng hồ này. Đấy, nếu như không có gioăng các bác nhớ là quấn lại cho em băng tan nhá, quấn băng tan vào cho em. Đấy, các bác OK. Bây giờ các bác chỉ cần cắm điện là máy chạy thôi. Này, cắm điện. Về máy ở xe thì nó cái bệnh kẹp giờ le này là bệnh nó đơn giản nhất, nó dễ sửa nhất. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn các bác cách xử lý cái giờ le máy ở xe. Thì các bác nếu bắt đầu thấy hay cho em xin một like. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh nhá. Em sẽ cố gắng làm video review sửa những máy ở xe, về sửa phớt hay cuốn lại dây đồng máy nhá. Đấy. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.